Mọi người nhìn cái gu này mọi người, quá trời cá gu. Lần đầu tiên mình đi từ lúc mình làm YouTube tới giờ mới câu dính con cá gu này nè, kỷ lục luôn mọi người. Bữa nay câu toàn là cá gu mè không, quá trời. Cá nó tuy nó chậm ăn thiệt nhưng lên một con là đáng con không mọi người. Xin chào tất cả mọi người ha. Bữa nay mình đi câu cá gô đồng mọi người ha. Sau cái điểm mình lúa nó cũng xanh xanh nè. Lúc trước mình cũng có vô đây câu là có cá nè. Để mình chuẩn bị đâu đó xong hết trơn cái mình sẽ quay lại cho mọi người theo dõi giải trí nha. Đồ nghề mình nè mọi người. Mồi cám huyền thoại của mình nè mọi người. Còn đây là cái con sông mình sẽ định câu cái đoạn này nè. Vì chỗ này là cá gô, thường thường cá gô to là nó dựa vô mấy cái chỗ mà có trà chôm nữa mọi người. Chứ còn ở ngoài chỗ trống trống người ta xịt hết. Rồi mời mọi người theo dõi video nha. Mình xuống cần nha mọi người. Sao nó giờ lâu lắm rồi. Nó ấy vào cái cần này. Cái lỗ này bữa hổm mình cũng có móc rồi. Chứ mình móc cái lỗ mới ngoài kia. Trời ơi, đi mẹ, cá gô. Quá trời cá gô rồi. Mới vừa thỏ xuống sông rồi mọi người. Mọi người nhìn cá gô mua thấy mê chưa. Quá trời cá gô đồng. Nó mập ú nu luôn. Mới vừa bỏ xuống sông. Nó vô ổ nục dữ rồi mọi người. Còn có bự không? Lâu 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 mọi người. Kìa kìa. Mèn nha con. Mèn nha con. Trời ơi trời ơi vuốt của trời. Ôi là trời. Chi cái cần câu nó chuối rồi mọi người. Chuối sôi tim lên luôn. Lo cái cần này nè rồi nó lu bu. Chết rồi. Cá ngoài nữa không? Cùng ngoài không? Cùng ngoài không? Lên hàng mọi người. Cái cần này nó dài quá giờ không có phê mọi người. Nhưng mà bị gì cái chỗ nó ngoài. Mọi người cá bự bự gì không rồi mọi người. Mọi người ha, một con thứ hai rồi nè. Quá đã luôn rồi. Câu xa quá cái phao. Mọi người nhìn không thấy cũng thông cảm rồi mọi người. Không được thấy phao. Ở ngoài rồi. Móc lỗ nhỏ quá.
Con cá gì quá trời rồi mọi người ơi. Ôi trời ơi là trời quá trời, con cá vuông mè rồi mọi người ơi. Trời ơi. Mọi người ơi là mọi người. Mọi người. Không còn nói gì luôn nữa, nó bật. Ê, đừng có xuống sông. Giật không lên luôn. Mọi người ơi mọi người. Nó ú nè mọi người. Trời ơi trời, cái vùng này nè. Quá trời rồi. Cái con này có 300-400 gram quá trời. Ô nó đã. Ô lên cả vùng này xứng đáng mọi người ơi. Ăn nữa mọi người, ăn nữa mọi người. Trời ơi, trời ơi. Gội vuốt cơ chứ. Trời ơi. Nhưng mình thay cái lưỡi khác mới được, cái lưỡi này nãy cá gua bự nữa nó ăn. Làm như quát lưỡi à. Quát thiệt. Vừa tới rồi mọi người, ở bên kia nó ào ào quá rồi. Chẹt chẹt cái dụng vô đó. Như cái điện thoại à. Kéo nó đi, kéo cho nó chìm phao đi. Ừ, gọi sao kỳ vậy. Trời ơi, trời ơi. Mới vừa bỏ xuống là nó lôi luôn mà chưa được chìm cho đáng cả thắt lát mọi người. Thắt lát mọi người. Quá đã. Dưới này có cá lóc mọi người.
tắt pop 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 pop. Bữa nào mình đem cần lua xuống đây mình kiếm nhái thật mình luôn á. Mới giờ bỏ phao chưa chìm xuống tới ơi, mồi chưa chìm xuống tới ổ nữa, đáy ổ nữa thì nó lôi luôn à. Làm cái nữa đây con, giống gì nữa đi. Ngoài này lên được có một con, một nín luôn người ta. Lên được con bự chứ con không được mà hình. Chim bao mới bự còn không ấy là nhỏ đó con. Chim 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 chim. Mất cái phao coi, mất cái phao coi. Đó. Một chú nữa mọi người ha. Con này bự mà ốm mọi người. Toàn cá mè không. Cái ổ ngoài không bằng ổ trong rồi nha. Gắn phấn đấu lên nghe con, mày có một con một đó. Ở đây người ta ruột rồi, người ta nhóc luôn rồi nè. Ruột với thêm 3-4 con nữa. Biết ổ ngoài còn mồi không nữa. Chắc mình đi qua chỗ điểm này mọi người, chỗ trống trống rồi nè. Mình thấy cái thác lát nụt quá trời luôn mọi người. Nụt thấy cái mình nó luôn á, trắng trắng không biết cá cha cá thác lát. Mình bỏ cái điểm này đi, cái điểm này làm như nó cũng chậm ăn lại rồi mọi người. Có mấy con cá gu mè bôi bản mình câu cá thác lát. Cá thác lát làm chả là ăn là nhức nách luôn á mọi người. Thì mình giờ đổ bản cái đầu mình quay lại cho mọi người xem giải trí nha. Mình giờ qua đây để mình xả ổ cái mọi người. Thấy cá thác lát nụt quá trời. Chà, đừng cái đó. Xả hai ổ gần gần đi dễ quay. Ở đây thì hai ổ này cá rô có cũng nó cũng ăn này. Thường thường cá rô thì nó cứ ở chỗ trống. Trống thì không có được cá mè. Kiếm cá thác lát này. Cần này dính cá vô chắc gãy quá. Mọi người ạ.
toàn gô mề không mọi người. Mọi người quá đã ăn cái gô mề này. Cá thác lát mà cũng cá gô mề cũng ok, đừng cá gô nhỏ được rồi. Đúng không? Một gì đó, nó ngon. Cá thác lát hay là cá lau kiến luôn, không biết luôn. Mình chuyển chỗ mọi người ơi. Bị mấy con cá thác lát này nó dụ rồi. Này chắc cá lau kiến nó ụt hay gì á. Cũng có thấy trắng trắng chắc cá cha chứ không phải cá lau kiến, ớ không phải cá thác lát. Làm bỏ cái ổ cá gô mề ở bển. Để mình đi xích qua chỗ gần gần chỗ nãy mình xả ngổ nữa mình câu nghe mọi người. Ở đây vô dính được có một con cá gô một à. Còn cái cá gì nó giật giuột không mà tức lắm. Mình mới dạt cái ổ là xong rồi mọi người. Mình xả cái ổ này. Bỏ ổ bên kia. Uổng quá. Này cũng gần bờ. Cũng cần mọi người. Mình đổi cái cần ngắn, cần này nó dài quá. Lên luôn. Một con gô mề nữa nè. Còn gô mề không mọi người ơi coi nè. Quá đã. Ê, nó ghê nó ghê luôn mọi người ơi. Cá thác lát đi qua chỗ kia cậu có cá thác lát cậu, con này có cá thác lát mọi người, con này nhỏ. Lại ổ nó xui tim nữa. Cái cần bên cần xanh lôi nghe con, lôi chìm dĩ cá bự đó, lôi chú kia là nó nó cá vô mẹ mà lôi con này nó gì không nè mọi người, con này trời ơi là trời,
thấy hao chưa? Mày cái này mày chết bỏ luôn mọi người ạ. Nên cá cái cảm giác nó đã, nó phê gì đâu. Nhưng mà này còn các con thì chán à. Thôi mình hết pin rồi mọi người ơi. Đi làm mà tranh thủ về chạy đi câu, không có đâu có kịp sạc đâu. Giờ nó hết pin rồi. Cá bắt đầu nó vô ổ mọi người, mà điện thoại mình hết pin tiếc thiệt trời. Chắc mình kết thúc video tại đây mọi người ơi. Điện thoại mình nó hết pin rồi. Câu lên mà hết pin, không có quay được, tức dữ lắm. Thôi không thà không câu. Mọi người xem video, nếu có yêu mến kênh cho mình xin một lượt thích và một đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Nó vô ổ rồi, nó sôi tim rồi. Ác thiệt. Điện thoại mình còn có 3% pin. Mình nào quay thành quả cho mọi người coi nha mọi người. Ôi trời, còn cá khủng không? Ít con thiệt. 2, 4, 6, 8, 9 con. Còn cá vô khủng không mọi người? Mà là điện thoại mình tại nó hết pin, nó mập, nó ú. Câu. Cá gô. Cá thắt lát. Quá trời thấy ham mọi người. Mấy con cá 1 kg mấy. Mình kết thúc video nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ạ.